Mọi người, ngày hôm nay thì có lẽ sẽ lần đầu tiên mình review một chiếc loa Bluetooth du lịch, rất thích hợp cho những bạn nào mà cầm đi đàm đúng bạn bè hoặc là đi picnic nha, vô cùng phù hợp nha. Đó chính là chiếc loa Nadomax với tên model là K308. Bắt đầu video thôi. Đầu tiên mình nói về mức giá đi. Trước đây Đài Phát Vĩnh Lộc đã từng bán mức giá là 1.190.000, nay đã sell chỉ còn 945.000 thôi nha. Dưới 1 triệu và mình thấy sản phẩm rất là đáng tiền mua vì mình đã review vô cùng chi tiết. Mình đã sử dụng vô cùng chi tiết sản phẩm này rồi. Ok, nói đến thông số cơ bản nha. Sử dụng được Bluetooth là chắc chắn này. Và đây là loa chuyên dùng để dùng Bluetooth để kết nối với điện thoại nha. Dùng được cổng USB này, cắm được thẻ nhớ này, dùng được chất nhạc là MP3 này, có thể sử dụng radio này và có thể cắm được cổng AUX để cắm mic nha. Ok, cơ bản là vậy. Sản phẩm mình có đây là màu đen nha. Đó. Sẽ mở ra cho bạn xem. Nó cũng tương đối là nhẹ thôi, mình đoán nó lỡ cỡ tầm 4 đến 5 lạng. Đó. Thiết kế chỉ bằng nhựa thôi. Đó. Bạn nhìn kỹ này. Các nút điều hướng sẽ trên đầu nhá. Nói đến phụ kiện cho đây. Ở đây sẽ bao gồm sách hướng dẫn sử dụng này, có cả tiếng Việt và tiếng Anh các bạn nhá. Khá dễ sử dụng và cũng khá là đơn giản, mình có đọc qua rồi. Một cái dây đeo này, nó sẽ đeo ở hai cái mắc này này, nó sẽ vô cùng là tiện lợi luôn. Tuy nhiên cái mắc này chỉ bằng nhựa thôi nên các bạn tránh va đập mạnh quá không là nó gãy. Sản phẩm làm bằng nhựa các bạn ạ, không có miếng kim loại đâu, cái này chỉ là giả thôi, nó phun giả màu. Đây là cổng 3.5 này, có thể cắm vào đây để cắm vào điện thoại cũng được các bạn nhé. Đó, hợp lý đấy. Ờ, cái này có một điểm cộng nữa các bạn nhá. Nó sẽ dùng cổng C để sạc các bạn ạ. Tuy nhiên là nó chỉ là 5W thôi. Nên là những bạn nào hy vọng là dùng cái này để sạc nhanh thì không có đâu. Nó sử dụng cổng C nhưng mà tuy nhiên chỉ là 5W thôi. Có in sẵn ở đây này, DC 5W. Đó, như vậy thôi. Cũng có xuất sạc để 5W thôi. Ok, phụ kiện như thế là hết rồi đấy. Đây phần loa nha. Các nút điều hướng cũng cơ bản thôi. Mình tin là các bạn biết sử dụng rồi. Đây là cổng sạc này, đây là cổng cắm thẻ nhớ, đây là cổng USB và cổng AUX này. Đó. Mình sẽ bật lên luôn. Sản phẩm này sẽ bao gồm cả đèn hai bên đấy các bạn nhá. Đó. Cái này này, khi mà các bạn bật nhạc này nó rung âm bass rất là sướng, nó rung luôn cả cái bàn mình sử dụng luôn. Đó. Nói về phần vỏ này trước đi. Mặc dù chỉ là bằng nhựa thôi nhưng mà có một điểm mình cảm thấy vô cùng tâm đắc với sản phẩm này. Chống mồ hôi và dấu vân tay các bạn ạ. Chống gần như là hoàn toàn. Đây, hiện tại mình ngồi đây khá nắng cũng khá nhiều mồ hôi này. Bạn nhìn này, sẽ bôi ở đây nhá. Đó. Đấy cạn chắc chắn là gần như không thấy. Ở đây mình sử dụng ánh đèn nó cũng thấy được một chút thôi. Các bạn chỉ làm một giấy khô phát là hết luôn. Đó. Tất nhiên là chỉ chống mồ hôi và dấu vân tay thôi chứ nếu mà xước xát hay gì thì không thể chống được. Hơn nữa đây còn sản phẩm bằng nhựa nữa nên là việc xước xát hay là vỡ thì không thể tránh khỏi. Nó khá là dễ xước và xước xát và ấy hơn đấy các bạn. Được để khó tránh khỏi lắm, nhưng mà được cái chống môi rồi vân tay cũng là một điểm cộng rồi. Vậy thôi, mình sẽ review đến phần nhạc luôn thôi nhỉ. Sản phẩm này dùng nhạc thì khi để mắc cũng tương đối là to, khá to đấy các bạn ạ. Kể cả khi các bạn ngồi lề đường và có tiếng xe cộ này, cái đấy thì là đặc trưng ngoài Bắc chứ ngoài Nam thì nghĩa không có quán trà đá vỉa hè nữa. Đó, bật mắc lên cũng có thể nghe tầm trung bình tốt, kể cả lúc bấy giờ cao điểm ở bên ngoài rất nhiều xe cộ, bạn ngồi ngay ngoài luôn, nghe cũng phải cỡ được là trung bình tốt. Thiếu một chút nữa là thiếu một khoảng thôi, phải một khoảng là hợp lý, một khoảng nữa nó sẽ lên được khoảng tiêu chuẩn. Đó, nó vẫn khá là to các bạn ạ. Và khi mà mình dí sát tai vào đường nghe này, âm lượng 100%, không hề rè một tí nào, rất là tuyệt vời. Đó, âm lượng cơ bản là như vậy. Lát nữa mình sẽ test cho các bạn nghe. Rồi pin đi, mình có đọc qua sơ về hướng dẫn sử dụng thì nhà sản xuất là không nói cụ thể pin là bao nhiêu mAh chắc là giấu, tránh dị nghị của người dùng. Nhưng mà khi mình sử dụng đi ha, 100% âm lượng, có bật đèn, nghe liên tục thì chỉ khoảng đúng 55 phút. 55 phút nữa chứ không phải là 1 tiếng nữa các bạn nhé. Là sẽ hết 10%, suy ra sẽ là 550 phút. Khoảng tầm 66, mình nhân một chút nhé, 68, 42, 96, 54, sẽ khoảng tầm 9 tiếng hơn các bạn ạ. Sẽ không được 10 tiếng đâu, khoảng tầm 9 tiếng hơn là sẽ hết pin các bạn nhé. Sạc thì không biết là bao lâu sẽ đầy nhưng chắc cỡ cũng phải mấy tiếng đấy. Mình chưa test sạc cũng chưa biết như nào. Ok, giờ mình sẽ bật nhạc các bạn nghe nhé. Các bạn sẽ đánh giá sản phẩm như thế nào. Đó, giờ sẽ bật nhạc. Ok, bây giờ mình sẽ test âm thanh các bạn nhé. Đầu tiên các bạn vào bật Bluetooth này. Sản phẩm nó sẽ tên là K308 các bạn nhé. Đó, nó y như là tên model luôn.
ấn vào này, viết nối này. Ok, giờ mình sẽ nghe chút nhạc sàn nhé, sau đấy mình sẽ nghe nhạc của Beethoven đi. Mình khá là thích Beethoven. Giờ mình sẽ nghe chút nhạc sàn này. Mình sẽ âm lượng nhỏ một chút nha. Mình sẽ không cho 100% bởi vì là cái máy quay nghe sẽ rất là to và rè. Mình sẽ cho nhỏ một chút thôi. Để có thể mình vừa giao tiếp vừa nói chuyện luôn mà máy quay sẽ không bị rè. Đây, mình bật đây. Đó, từng này thôi nha. Máy quay lên mình sẽ khá to đấy. Đó, không biết là máy quay có nghe không, nhưng mà ở đây là có rung các bạn nhá. Mặc dù mình để âm lượng khá là nhỏ thôi, khoảng cỡ 60%. Con này khi lên khoảng hơn 80 nó siêu to khổng lồ luôn. Đó, nhân diện nó về âm thanh. Thì khi để khoảng này nó sẽ khá là nhỏ đấy. Để trong phòng 9 người mà im lặng thì sẽ hợp lý. Và khi đến 80 đổ lên thì đúng là có thể ra ngoài nghe bình thường luôn. Tức là cái khoảng cách chênh lệch từ 70 về 80 nó vô cùng lớn. Còn những khoảng cách lại thì nó khá là nhỏ. Đó là khi mình sử dụng mình thấy nó như vậy. Có vạch chia thế là cũng khá hợp lý đấy. Chỉ 10% thôi chia được 2 môi trường luôn. Đó. Để nghe vài giây rồi chuyển qua nhạc thôi. Ok, mình chuyển nhạc nhé. Nghe của Beethoven đi. Và cũng không bị bản quyền. Video đến đây là đủ rồi. Sản phẩm đang bán mức giá là 949.000 trên Đại Phát Mobile, Đại Phát Minh Lộc. Tên trên shop thì là Đại Phát Mobile Official Store đó các bạn. Ok, chào mọi người và hẹn gặp lại.